Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nhã Khanh, năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Môn học yêu thích. Các bạn ơi, ai cũng có môn học mà mình yêu thích phải không nào? Còn mình có những hai môn mà mình yêu thích lận. Môn đầu tiên là môn tập đọc, môn đường thứ hai là môn mỹ thuật. Các bạn ơi, bây giờ các bạn cùng tìm hiểu lý do vì sao mình lại thích hai môn học đó nhé. Môn đầu tiên là môn tập đọc. Mình rất thích môn tập đọc là bởi vì khi mình tập đọc mình có thể học được cách ngắt nghỉ đúng này, đọc trôi chảy không bị vấp và học thêm được từ hoặc câu. Và điều thứ hai là mình thích môn tập đọc là bởi vì tuy mình không được cô gọi lên nhiều lần nhưng mỗi khi cô gọi mình lên mình lại đọc thật trôi chảy và chính xác nên cô đã khen mình đọc trôi chảy, ngắt nghỉ đúng diễn cảm, vậy cho nên mình rất là vui. Và đến môn học thứ hai là môn mỹ thuật. Các bạn ơi, bây giờ các bạn cùng mình đi tìm hiểu lý do vì sao mình lại thích môn mỹ thuật nhé. Điều đầu tiên là mình lại thích môn mỹ thuật là bởi vì khi mình vẽ, mình có thể học được cách vẽ đúng, chuẩn, không bị ngoằn ngoèo và không bị xấu. Điều thứ hai là mình thích môn mỹ thuật là bởi vì khi mình được tô màu thì mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Mình có được thấy những màu rất hài hòa là mình thấy nó rất đẹp. Khi mình phối nó, mình có thấy nó đẹp hơn nữa. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn thích mấy môn học? Hay là môn học các bạn thích nhất là gì? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.